Cho tôi là ai từ đâu? Cho tôi là ai từ đâu? Để được khóc, được thương, được nhớ. Cho tôi lòng thật thà trên môi đời nghiệt ngã, để hương xưa nhỏ xuống tình già. Cho tôi nói lại tiếng tình đầu, một chiều tôi đứng bên cầu, che nghiêng nón cười như dấu mộng, thẹn thùng nụ hoa mới hé. Cho tôi nhớ lại hương tóc mềm, gió chiều tha hương ấm vai, đêm mơ thấy tình đi nhẹ nhẹ mà nhớ anh. Phải nói là chất âm quá hay các bạn, chi tiết từng lốt nhạc một luôn. Khi những cái đồ xịn, loa xịn rồi thì bác cứ để ấy, để đấy cho cháu. Mẹ có lấy thang không? Không, bác cứ để đây cho cổng cho cháu, để tí nữa cháu ấy. Bác để cổng của cháu, để tí nữa cháu. Vâng. À, khi những cái đồ xịn rồi các bác căn chỉnh cũng chẳng cần phải căn chỉnh nhiều, đây em để giải quai bằng nó đã hay rồi. Và phải nói là cực kỳ hay. Đây, một bộ vũ ghép cho một bác khách ở trong Đồng Nai thì gồm có một đẩy 3 kênh ST Pro thương hiệu của Mỹ, X vang X12 Pro. Và mic này thì trước anh cũng mua em rồi, con mic nội địa của Trung Quốc. Hay lắm. Đây, và chất lắm các bạn. Thử tí nhạc mạnh xem nó như nào nhá. Hay lắm các bạn. Đi 6, 7, 1, 2. Ở đây thì em cài đặt sẵn mấy chế độ rồi. Đi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy, có thêm vang số, tiếng echo gì vào nó rất là ngọt nhé. Cấu hình này thì ai cũng có thể hát được. Đến 1, 2, 5, 6. 1, 2, 6. Anh em mà hát trên giọng đúng như kiểu ca sĩ nên hát cái dòng effect gì vậy nhá. Hay lắm. À, con này nó có cả điều khiển các bác nhá. Lên 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy, echo này. Echo cực kỳ đặc biệt, ngon. Anh em hát dân ca quan họ rồi. Chấm hết rồi, không hát chầu văn rồi. Lin 1, 2, 6, 5, 6, 7. Lin 1, 2, 6, 7. Đấy, anh em chất giọng tốt hát cấu hình này nhá, hát chuyên nghiệp, hay lắm các bạn. Rồi, clip này thì em xin được phép kết thúc tại đây. Anh em có cần như tư vấn hay là liên hệ tư vấn hoặc là đặt hàng thì liên hệ trực tiếp cho mình Vũ qua hai số máy 0977665885 hoặc 0925886859. Em ở Sa Đỏ trên Hải Dương các bác nhé. Rồi, em xin chào các bác.